Triệu hồi chi binh, hiệu rừng xanh. Rừng xanh hộ mệnh, tăng 5 điểm xúc sát. Lá chắn xanh, giảm 30% điểm tấn công của đối phương. Thẻ tấn công. Phòng thủ. Yes, bạn đã phòng thủ thành công rồi. Chiến thắng thân rừng. Không. Tôi ăn cá hay sao mà đánh giấm thui thế? Mới khởi có tí giấm thôi mà biết mình ăn cá, đúng là thiên cá độc thực. Không, cháu đánh đâu? Cháu đánh đâu? Không phải ngươi đánh giấm thì là ta chắc. Là ông đấy. Là ngươi. Ông. Ngươi. Ông. Ngươi. Ông ấy. Không. Thẻ Chirin. Mà sao người này lại có nhiều thẻ Chirin lạ vậy nhỉ? Ở dưới đại dương ta chưa từng thấy bao giờ. Này, cho ta mượn một chút nha. Không nói là đồng ý rồi đấy. Sao mà giữ chặt ta? Nàng tiên cá, con ở đâu? Hình như mình thấy thiếu thiếu thứ gì đó ấy nhỉ? Thẻ chi liên hiệp sĩ chuột của mình đâu rồi? Thẻ chi liên hiệp sĩ chuột mình chưa từng nhìn thấy ở đất liền. Sao nó lại ở đây? Chết rồi, làm sao tôi có thể lên bờ tìm hoàng tử để lấy lại thẻ chi liên hiệp sĩ chuột bây giờ? Nàng tiên cá đừng khóc nữa, có ta ở đây rồi. Tớ không cần cậu, tớ cần thẻ Chirin cơ. Thôi được rồi, im lặng đi, ta có cách. Cách gì? Ở dưới đại dương có một phù thủy vô cùng quyền năng, vô cùng tài giỏi. Có thể hô mưa, gọi gió, công chúa muốn gì bà ta cũng có thể đáp ứng. Ngươi đến đây để đổi lấy đôi chân, có đúng không? Đúng rồi, sao bà biết? Có cái gì mà ta không biết? Nhưng ta không làm gì miễn phí cả. Cái gì cũng phải trả giá. À, cháu có 3 cân rau giá đấy ạ. Gì? Không, ta cần thứ có giá trị cơ. Giá trị? À, đúng rồi, cháu có rất nhiều ngọc trai ạ. Ngươi nghĩ ta thiếu à? Hả? 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 Thẻ Chirin đại thủy quái rất hiếm, nếu đổi rồi á thì biết bao giờ mới thu thập lại được. Nhưng dù sao, mình cũng là Chirin Master của hệ nước, lên bờ rồi mình sẽ còn thu thập được nhiều Chirin lạ và hiếm hơn thế nữa. Thôi được rồi ạ. Người chắc chắn không hối hận chứ? Vâng ạ.
Xin chúc mừng cô dì đã trở thành Chirin Master mạnh nhất thế giới đại dương. Oh yeah. Có bộ Chirin Master thuộc tính nước này trong tay, ta sẽ dâng nước nhấn chìm mặt đất. Như vậy, vương quốc của ta sẽ rộng gấp đôi. Biển xanh chưa bao giờ dữ dội đến thế này. Không biết thế lực nào đã gây ra chuyện này. Ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá. Thưa hoàng tử, có một cô gái nhất định phải... Người có nhớ em là ai không? Nhớ mới là ai? Cô là ai? Đến tìm ta có việc gì? Sao hoàng tử lại không nhớ? Lại không nhớ? Nhớ? Em chính là người cứu hoàng tử khỏi chết đuối bởi thẻ Chirin hiệp sĩ chuột còn gì nữa? Hiệp sĩ chuột? Hiệp sĩ chuột? Trên đất liền chưa bao giờ xuất hiện một thẻ Chirin thuộc tính nước. Cô nói mau, chiếc thẻ này đến từ đâu? Không phải em khoe đâu á, nhưng mà thẻ Chirin thuộc tính nước chỉ có ở mỗi thế giới đại dương thôi. Mỗi thẻ đều mang một sức mạnh của nước vô cùng quyền năng đấy. Sức mạnh của nước? Ừ, đúng vậy. Nếu sưu tập đủ bộ thẻ và trở thành một Chirin Master thì có thể hô mưa gọi gió, dâng nước lên bờ, thậm chí có thể điều khiển nước bất cứ lúc nào. Thì ra cô chính là người xấu xa gây ra bao thiên tai bão lũ ở đất liền. Gì cơ? Người xấu á? Hoàng tử, không phải, em là người đã cứu hoàng tử khỏi chết đuối mà. Cô. Nếu cô thua, nhất định phải rút về biển khơi, trả lại bình yên cho mảnh đất của ta. Được, ta sẽ chứng minh ta không phải người xấu. Yes. Hoàng tử đi ra cái gì ra cái này. Hoàng tử đi ra cái gì ra cái này. Oh yeah. Triệu hồi võ sĩ tham lam. Triệu hồi quân thực sĩ. Triệu hồi skill của võ sĩ tham lam tắc kè hoa. Tấn công. Thẻ phong thủ của thiết quyền. Cứ đánh nhau tiếp đi, rồi giao hết thẻ Chirin vào tay ta. Nàng thật sự là người đã cứu ta lần trước sao? Bây giờ chàng mới nhận ra ta là người cứu chàng sao? Vậy thì ai mới là người gây ra những thiên tai trên đất liền? Người có khả năng đó chỉ có thể là phù thủy. Vì hôm trước ta có lỡ đưa thẻ Chirin đại thủy quái cho mụ, và đó là Chirin mạnh nhất của hệ nước. Bà ta chắc chắn rất mạnh. Nàng có muốn hợp sức cùng ta để đánh bại một phù thủy xấu xa không? Ok luôn. Chẳng mấy chốc ta sẽ trở thành bá chủ thế giới. Không nhanh vậy đâu. Ngươi phải đánh bại bọn ta trước đã. Cẩn thận.
Chirin mạnh nhất của thuộc tính lửa. Bọ hung thiết giáp. Skill báo táp. Skill bùng nổ. Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.